Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Việc thi công xây kè chống sạt lở núi Sạn, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn, khiến cho tiến độ thi công bị chậm. Ghi nhận của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914 3 số cuối 904. Mùa trung thu đến, những màn múa lân sôi động lại khiến cho người xem nức lòng, tuy nhiên sẽ rất nguy hiểm khi nhiều người mải mê xem tới mức tràn cả xuống lòng đường. Phản ánh của khán giả Duy Nghĩa, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Bãi rác tự phát tại xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã và đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân địa phương. Phản ánh của khán giả Bùi Xuân Tuyển từ số điện thoại 0166 3 số cuối 452. Những diện tích cà phê già cỗi tại Gia Lai đang được nông dân trồng tái canh để tìm hướng đi bền vững cho cây trồng chủ lực của địa phương. Chia sẻ của khán giả Phan Mạnh Phàn, số điện thoại 0974 3 số cuối 776. Đặc sản bưởi Phúc Trạch từng nổi tiếng cả nước bởi vị ngon, lạ, đặc trưng, đang đối đầu với nguy cơ mất thương hiệu. Chia sẻ của khán giả Minh Lý từ số điện thoại 0912 3 số cuối 811. Nông dân huyện Ngọc Hiển, Cà Mau phát triển mô hình nuôi vọc cho thu nhập cao. Ghi nhận của khán giả Huỳnh Tứ, số điện thoại 0976 3 số cuối 512. Ấm áp kệ đồ miễn phí do một nhóm tình nguyện đứng ra tổ chức ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Clip do khán giả Nguyễn Thị Oanh, số điện thoại 0916 3 số cuối 865 cung cấp. Thưa quý vị, sau đây là nội dung chi tiết. Khu vực sườn đồi núi Sạn ở phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có độ dốc lớn. Thời gian qua chịu sự tác động từ việc người dân lấn chiếm, đào khoét để làm nhà ở nên đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Trong khi đó thì người dân sinh sống ở khu vực dưới chân núi rất đông đúc. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy cơ sạt lở núi, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã quyết định đầu tư xây dựng công trình kè núi Sạn khu vực Trường Phúc. Tuy nhiên, theo phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0914 3 số cuối 904 thì hiện nay đơn vị thi công đang gặp rất nhiều trở ngại. Hiện công trình cây kè chống sạt lở núi Sạn đang được gấp rút triển khai. Tuy nhiên, đơn vị thi công đã gặp phải rất nhiều khó khăn do độ dốc lớn, không có đường để vận chuyển vật tư. Trong khi phía dưới là khu dân cư đông đúc nằm sát khu vực thi công. Hiện việc đục đá, đào đất để tạo mặt bằng hay đưa vật tư lên núi phải hoàn toàn thực hiện thủ công, dẫn đến tiến độ rất chậm. Do vậy, dù đã huy động 40 công nhân thi công suốt 2 tháng qua, nhưng đến nay công trình mới chỉ xong phần mặt bằng. Trong khi thời gian dự kiến thi công xong chỉ trong 3 tháng, như vậy sẽ rất khó để hoàn thành đúng tiến độ như dự kiến. Khán giả Vũ Văn Hội cũng cho biết dự án kè núi Sạn có ý nghĩa quan trọng trong việc chống sạt lở núi, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực dưới chân núi. Tuy nhiên hiện nay, đơn vị thi công không chỉ gặp khó khăn do không có đường vận chuyển vật tư, nguyên liệu mà còn gặp phải sự cản trở từ một số người dân ở sát khu vực thi công vì họ sợ đất đá lăn xuống nhà, dù đơn vị thi công đã thực hiện các biện pháp che chắn để đảm bảo an toàn. Được biết là trước thực trạng trên, chủ đầu tư, đơn vị thi công đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phước nhiều lần xuống tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ vấn đề trên.
Thưa quý vị, những ngày cận kề rằm Trung thu này, đi trên nhiều tuyến đường của các địa phương không khó để bắt gặp những đội múa lân biểu diễn. Tiếng trống, tiếng chiêng rộn vang và những màn nhào lộn của những người múa lân đã thu hút được sự chú ý của rất đông người dân. Tuy nhiên, việc nhiều người mải mê xem múa lân tới mức đứng tràn xuống lòng đường không chỉ khiến cho giao thông hỗn loạn mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một vài hình ảnh phản ánh về vấn đề này qua clip của khán giả Duy Nghĩa, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Đây là hình ảnh được ghi lại tại khu vực bến xe Niệm Nghĩa, đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Một đội múa lân biểu diễn trước cửa tiệm kinh doanh điện thoại thu hút rất đông người xem. Không chỉ có người dân sống xung quanh mà còn nhiều người đi đường cũng dừng xe lại để theo dõi những màn nhào lộn, thổi lửa. Rất đông người xem đứng tràn xuống lòng đường, khiến các phương tiện lưu thông qua đây phải bấm còi inh ỏi, đặc biệt là các xe khách ra vào bến xe Niệm Nghĩa. Việc nhiều người mải mê xem múa lân tới mức đứng tràn xuống lòng đường không chỉ khiến giao thông hỗn loạn mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Quý vị, suốt 3 năm qua, người dân khi lưu thông qua thôn Đông Cao 2, xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình luôn phải hứng chịu mùi xú uế bốc lên từ một bãi rác tự phát ven đường. Được biết là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do một bộ phận người dân địa phương thiếu ý thức trong việc bảo vệ và giữ gìn môi trường đã xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Một số hình ảnh mới nhất đã được khán giả Bùi Xuân Tuyển từ số điện thoại 0166 3 số cuối 452 cung cấp cho chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Đến thôn Đông Cao 2, xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, đập vào mắt người đi đường là hình ảnh phản cảm của một bãi rác tự phát như thế này. Rác ở đây chủ yếu là vỏ trứng thối, xác động vật chết lâu ngày, túi ni lông, chiếu áo chăn màn. Tất cả quyện lại với nhau, rồi tỏa mùi xú uế ngột ngạt như tra tấn người qua đường. Do tồn đọng lâu ngày không được dọn dẹp, nên ruồi muỗi, sổ bọ kết thành bầy. Đây là nguyên nhân phát sinh nhiều loại bệnh dịch nguy hiểm, trở thành nỗi bức xúc cho người dân mà chưa có lời giải hữu hiệu. Qua tìm hiểu, khán giả Bùi Xuân Tuyển được biết, thời điểm người dân mang rác ra đổ đông nhất là vào mỗi buổi sáng sớm hay là về chiều tối khi mà tuyến đường có ít người qua lại. Tình trạng trên kéo dài khiến cho nhiều hộ dân tỏ ra hết sức lo lắng bởi nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như là cuộc sống hàng ngày của họ. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Bùi Xuân Tuyển kiến nghị chính quyền địa phương cần có những biện pháp xử lý, giải tỏa bãi rác để môi trường sống của người dân được trong lành và mỹ quan đô thị được đảm bảo. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có gần 20.000 trên tổng số 95.000 hectare cà phê đã già cỗi, năng suất thấp, cần phải trồng tái canh. Đây là giải pháp đang được nông dân các huyện tiến hành tái canh nhằm đưa giống mới, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp cải thiện được năng suất. Đây đang được xem là một hướng đi nhằm phát triển bền vững cây trồng chủ lực của địa phương này. Ghi nhận của khán giả Phan Mạnh Phàn, số điện thoại 0974 3 số cuối 776. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Nông trường cà phê Yagrai có hơn 1.000 hecta cà phê tại hai huyện Yagrai và Chư Prong, trong đó có 300 hecta cà phê già cỗi, phát triển kém, cho năng suất thấp. Từ năm 2010 đến nay, nông trường đã thực hiện tái canh được 200 hecta cà phê. Đây là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc tái canh cà phê. Mỗi hecta tái canh cần từ 150 đến 200 triệu đồng. Làm đúng quy trình kỹ thuật thì sau 3 năm, cà phê cho thu bói. Năng suất cà phê tái canh khi đi vào kinh doanh đạt 4 tấn nhân trên hecta. Đặc biệt, có những diện tích đã đạt được 5 tấn nhân trên hecta. Từ nay đến năm 2020, nông trường tiếp tục xây dựng kế hoạch tái canh khoảng 100 hecta cà phê già cỗi. Theo ghi nhận của khán giả Phan Mạnh Phàn, các huyện như là huyện Yagrai, huyện Chư Pa, huyện Chư Prong, huyện Đắk Đoa là những huyện có diện tích cà phê cần tái canh nhiều nhất, nhưng đến cuối năm 2015 cũng chỉ mới trồng tái canh được khoảng hơn 3.500 hecta cà phê. Trong đó, nhân dân trồng trên 2.700 hecta, doanh nghiệp 852 hecta. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiếp nhận 2.100 kg hạt giống và 10.000 cây giống cà phê TRS1 từ nguồn giống hỗ trợ của Hiệp hội Cà phê Việt Nam. Tỉnh đã cấp phát cho các địa phương để cấp phát cho nông dân gieo ươm và trồng tái canh với diện tích khoảng hơn 2.000 hecta, còn lại thì do nhân dân và doanh nghiệp tự tái canh. Anh Phàn còn cho biết, huyện Yagrai là một trong những huyện đang đẩy mạnh tái canh cây cà phê với trên 4.500 hecta diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp, chiếm diện tích cao nhất toàn tỉnh. Năm 2014-2015, huyện Yagrai được phân bổ 100 kg hạt giống và 13.500 cây giống cà phê phục vụ tái canh. Bên cạnh nguồn giống được hỗ trợ tái canh, các doanh nghiệp và hộ dân trên địa bàn chủ động kinh phí, tự tổ chức khai hoang, thanh lý vườn cây, mua hạt giống, cây giống trồng tái canh. Đến nay thì các vườn cây đang giai đoạn kiến thiết cơ bản, sau sinh trưởng, phát triển tốt. Anh Phàn được biết, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chương trình tái canh cây cà phê năm 2016 và giai đoạn 2016-2020. Theo đó, trong năm nay, sẽ có 5.489 hộ gia đình đăng ký trồng tái canh cây cà phê với diện tích là 4.302 hectare. Trong những năm gần đây, diện tích trồng bưởi Phúc Trạch ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang được người dân quan tâm đẩy mạnh phát triển. Diện tích tăng đồng nghĩa với sản lượng cũng ngày một tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, đặc sản bưởi Phúc Trạch từng nổi tiếng cả nước bởi vị ngon, lạ, đặc trưng lại đang phải đối đầu với nguy cơ mất thương hiệu. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị cùng đến với clip phản ánh của khán giả Minh Lý từ số điện thoại 0912 3 số cuối 811. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo thống kê, hiện toàn huyện Hương Khê có khoảng 1.800 hecta bưởi Phúc Trạch, trong đó khoảng 200 hecta cho quả, ước tính đạt 12.000 tấn. Nên được mua bưởi. Tuy nhiên hiện nay giá bưởi rất bấp bênh, giảm từ 15 đến 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, thương hiệu bưởi Phúc Trạch ngày càng giảm sút. Theo người dân, nguyên nhân là do được các thương lái khi đến thu mua bưởi tại vườn, sau đó đóng bao bì và xuất sang các địa phương khác dưới nhiều hình thức khác nhau mà không hề được dán nhãn, thương hiệu cũng như xuất xứ. Đó là chưa kể đến việc hình ảnh thương hiệu bưởi Phúc Trạch có thể bị lợi dụng, phục vụ cho mục đích buôn bán của một loại bưởi kém chất lượng nào khác. Thực trạng bưởi Phúc Trạch được bán tràn lan trên thị trường mà không được dán nhãn mác, thương hiệu là một sự thật rất đáng buồn cho hình ảnh một loại hoa quả đặc sản nổi tiếng từ lâu. Nên được mua bưởi.
Qua tìm hiểu, khán giả Minh Lý được biết, bưởi Phúc Trạch bắt đầu nổi tiếng từ năm 1938 khi được thưởng mề đay trong cuộc đấu xào quả ngon toàn Đông Dương. Đặc sản này cũng được công nhận là một trong 7 loại quả quý hiếm không được xuất khẩu giống. Bưởi có hình dạng cầu tròn, bề ngang và chiều cao gần như là bằng nhau. Khi ăn vào có vị thanh chua rồi ngọt hậu tới cổ, thơm nhẹ tự nhiên. Đặc biệt là cuốn quả không lồi, đế quả lại hơi lõm, vỏ không trơn cũng không giáp, màu sắc vỏ có màu xanh và vàng. Thịt bưởi có màu hồng nhạt hoặc là màu trắng trong, còn khối lượng quả đạt không to như là những loại bưởi khác nhưng khá nặng, khoảng từ 1,2 đến 1,5 kg. Thế nhưng cho đến nay, hình ảnh nhãn mác thương hiệu bưởi Phúc Trạch vẫn còn quá xa lạ với người tiêu dùng và thương hiệu này đang ngày càng giảm sút. Theo anh Lý thì để giống bưởi này không bị mai một, có lẽ cần có sự vào cuộc của các ban ngành địa phương để sớm đưa ra những giải pháp vực dậy thương hiệu này. Vọp là một trong những loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ phân bố ở vùng cửa sông, nơi có độ mặn dao động khá lớn và biến đổi theo mùa khá rõ rệt. Riêng tại Cà Mau, vùng đất Ngọc Hiển là nơi rất thích hợp nuôi loại thủy sản này. Cũng nhờ vậy mà nhiều hộ dân nơi đây đã cải thiện được cuộc sống khi có cơ hội khai thác vọp ven sông hay là tận dụng biển để nuôi vọp. Ghi nhận của khán giả Huỳnh Tứ từ số điện thoại 0976 3 số cuối 512. Mời quý vị cùng theo dõi. Vùng đất Ngọc Hiển, Cà Mau có nguồn nước mang theo lượng phù sa lớn, tạo thức ăn dồi dào cho vọp tăng trưởng, phát triển nhanh. Chính vì vậy, nhiều hộ dân nơi đây đã đẩy mạnh đầu tư, phát triển mô hình nuôi loại thủy sản này. Hiện tại đây có khoảng 50 hộ nuôi vọp, bình quân mỗi hecta có một hộ nuôi thả 3 tấn vọp giống với giá khoảng 30 triệu đồng. Sau 6 tháng thả nuôi, người nuôi có thể bắt đầu thu hoạch vọp thương phẩm và thu lãi trên 50 triệu đồng một vụ. Hiện mô hình này phát triển khá ổn định, ít dịch bệnh, mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân, góp phần tăng thu nhập cho gia đình. Theo chia sẻ của khán giả Huỳnh Tứ, vọp là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, thịt ngon, ngọt, được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, những năm gần đây, nguồn vọp tự nhiên ngày càng cạn kiệt. Vì vậy, nhiều hộ dân tại huyện Ngọc Hiển đã phát triển mô hình nuôi vọp trong môi trường tự nhiên. Qua một thời gian thực hiện, thì đây là một mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, bởi con vọp rất dễ nuôi, lại không dịch bệnh. Thức ăn của vọp là bùn non nên không tốn kém chi phí, chủ yếu là đảm bảo nguồn nước ra vào không ô nhiễm, đảm bảo để vọp phát triển, tăng nguồn thu cho kinh tế gia đình. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn đối với người dân nơi đây là nguồn giống vọp khan hiếm, hộ nuôi phải mua từ Kiên Giang về thả. Việc này khá tốn chi phí vận chuyển, mặt khác, vọp giống thường sốc môi trường nước nên tỷ lệ sống chưa nhiều. Sau những tủ bánh mì miễn phí, nước uống miễn phí, người dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thời gian gần đây đã bắt đầu quen thuộc với hình ảnh một kệ đồ dùng, quần áo, giày dép miễn phí, sẻ chia yêu thương do một nhóm tình nguyện viên đứng ra tổ chức ở đường Tô Hiến Thành và Phương Xài. Khán giả Nguyễn Thị Oanh, số điện thoại 0916 3 số cuối 865 cho biết, ý tưởng thiện nguyện san sẻ khó khăn cho những người còn khốn khó này đã và đang gieo lên tình yêu thương giữa người với người, làm ấm áp thêm tinh thần lá lành đùm lá rách của người dân thành phố biển Nha Trang. Bắt đầu từ giữa tháng 8 năm 2016, mỗi sáng sớm hay chiều tối, người đi đường lại thấy một kệ đồ miễn phí luôn túc trực ở một góc nhỏ trên đường Tô Hiến Thành. Một nhóm tình nguyện ở đây, không ai bảo ai, tự giác sắp xếp ngay ngắn những bộ quần áo vào chiếc kệ nhỏ này để người có hoàn cảnh khó khăn có thể ghé tới lấy sử dụng. Xuất phát từ mô hình tủ đồ miễn phí xuất hiện gần đây tại miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh, nhóm bạn này đã lên ý tưởng vận động các thành viên tình nguyện cùng chung tay quyên góp và cho ra đời kệ đồ miễn phí sẻ chia yêu thương ở thành phố Nha Trang. Câu chuyện về tủ đồ của nhóm ở góc đường Tô Hiến Thành dần dần được nhiều người biết đến và bắt đầu có sức lan tỏa khi ngày càng có nhiều người đem đến đây những bộ quần áo, giày dép không sử dụng, quyên góp cho kệ đồ miễn phí. Hơn nửa tháng triển khai thì mình thấy là cái tủ đồ này đó đã có hiệu quả thật sự, phát huy hiệu quả tốt đẹp, thì mình thấy rằng nó lan tỏa rất là nhiều và rất là nhiều người đến để nhận đồ, nhiều người đến cho, nhận được rất là nhiều sự ủng hộ, hỗ trợ của các anh chị em, bạn bè gần xa. Nha Trang mình sẽ đẹp hơn,
bởi vì những tấm lòng, và nó sẽ mang đến những cái hiệu ứng tốt đẹp, đó là sẽ đem đến nhiều nụ cười, nhiều niềm hạnh phúc hơn cho người nghèo, cho họ đỡ cảm thấy cái nỗi vất vả nhọc nhằn hàng ngày của họ. Và dự kiến là trong năm nay thì mình sẽ có thêm 3 kệ đồ nữa ở khắp thành phố hoặc là ở trong tỉnh Khánh Hòa, thì phấn đấu của nhóm mình là như vậy. Sau thành công từ kệ đồ miễn phí đầu tiên, nhóm tình nguyện đã vận động quyên góp cho ra đời kệ đồ thứ hai. Kệ đồ miễn phí này bắt đầu được triển khai trên đường Phương Sài, thành phố Nha Trang. Anh Phạm Xuân Tây tuy không phải là thành viên của nhóm, nhưng khi biết tới chương trình đã tình nguyện hàng ngày trông coi kệ đồ miễn phí vì ngay cạnh chỗ làm việc của mình. Và ra cái đồ miễn phí ở đây á, là có thấy rất là tốt, rất là nên làm, đỡ mà chia sẻ tình thương yêu cho cộng đồng, những người nghèo khổ ta không có. Bởi giờ cô thấy ở đây là người ta cũng tới ta nhiều lắm, ta giúp đỡ. Có nhiều người ta cũng giúp đỡ nhiều. Và cái người ta lấy, ta còn á, ta không lấy đồ, ta về ta bận. Cô thấy cái đó là rất là tốt á. Nên dân mình nên làm ở đây, cô thấy rất tốt. Người cần đến tự chọn và đem về những đồ dùng cũ mình cần. Người tặng sẽ tự đem đồ của mình tới, đặt lên kệ theo hướng dẫn. Mọi việc diễn ra một cách tự nhiên và niềm vui cũng từ đó nhân lên giữa những người cho đi và những người nhận lại. Để rồi mỗi ngày mới, tủ quần áo lại đầy ắp những món đồ cho mọi người còn khó khăn chọn lấy. Đồ cũ vơi đi lại có thêm những vật dụng, quần áo khác được bổ sung vào, ngăn nắp và gọn gàng. Chị Oanh cũng chia sẻ thêm, trong tương lai từ thành công của hai kệ đồ miễn phí này, nhóm tình nguyện sẽ tiếp tục vận động những nhà hảo tâm, cộng đồng cùng chung tay cho ra đời thêm nhiều kệ đồ miễn phí ở các vị trí công cộng như là bệnh viện, các khu dân cư khác trong tỉnh. Với các tình nguyện viên ở trong nhóm, kệ đồ miễn phí không chỉ là nơi san sẻ bớt khó khăn với những ai còn đang khốn khó, thiếu thốn, mà còn nhen lên trong trái tim của mỗi người niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Còn bây giờ, phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Dự án kè núi Sạn có ý nghĩa quan trọng trong việc chống sạt lở núi, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực dưới chân núi. Tuy nhiên hiện nay, đơn vị thi công đang gặp rất nhiều trở ngại do độ dốc lớn, không có đường để vận chuyển vật tư, trong khi phía dưới là khu dân cư đông đúc nằm sát khu vực thi công. Do vậy, dù đã thi công được 2 tháng, nhưng đến nay công trình mới chỉ xong phần mặt bằng, trong khi dự định được hoàn thiện trong vòng 3 tháng. Ghi nhận của khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0914 3 số cuối 904. Những ngày cận kề rằm Trung thu này, khi đi trên nhiều tuyến đường của các địa phương, không khó để bắt gặp những đội múa lân biểu diễn. Tiếng trống, chiêng rộn vang và những màn nhào lộn của những người múa lân đã thu hút sự chú ý của rất đông người dân. Tuy nhiên, việc nhiều người mải mê xem múa lân tới mức tràn xuống lòng đường không chỉ khiến giao thông hỗn loạn mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Phản ánh của khán giả Duy Nghĩa, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Suốt 3 năm qua, người dân khi lưu thông qua thôn Đông Cao 2, xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình luôn phải hứng chịu mùi xú uế bốc lên từ một bãi rác tự phát ven đường. Do tồn đọng lâu ngày không được dọn dẹp nên ruồi muỗi, sâu bọ kết thành bầy trên bãi rác. Đây là nguyên nhân phát sinh nhiều loại bệnh dịch nguy hiểm, trở thành nỗi bức xúc cho người dân mà chưa có giải pháp hữu hiệu. Phản ánh của khán giả Bùi Xuân Tuyển có số điện thoại 0166 3 số cuối 452. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được lựa chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị, đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD V1 hoặc là một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật. Tới đây thì chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc là cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.